hoa bài hiệu lệnh giáp vòng hồ phi. Đường là quốc sĩ thô xong, chỗ tài sung chân đại phong lấy lưng. Thank you.
bên ta hằng hà cái nô gia lệnh truyền nhất bộ bàn cờ văn sớ dâng lên thương lành văn sớ dâng lên tiến trình quan tam phủ ngày tới lên tiên đình về cho đủ đủ trường sinh Thank you.
trời xa thank you.
bấy giờ ngày chắc sáng linh trước là đội lệnh thiên đình được sau ra thu chấp hết tà tinh phen này đi ra chẳng thể biết tay vì cho đủ từ trường chiến lệnh tan tàn cho quân về chiến lệnh tan tàn về thiên dòng mũ ma xếp hàng ra đi quan về chiến lệnh tan tàn chiến lệnh tan tàn
thông. Dù cho
bến sông tranh kia dù cạn, nhưng những công quan lớn tuần quái tà sát
thử oan thiên cơ bày cho tỏ chữ hiếu trung thiên cổ sáng soi biết cùng ai tỏ phúc nơi tội danh ta cướp đoạt người nữ nhi
họ mặc bất bình có nhà, họ mặc bất bình vua sai con lớn chiều điều hành tiến binh xa. Thank you.
sự xét ma đời hậu lê. Hậu lê thái tội đức nguyện kim mê phò chúa an dân. Quan lớn triệu trung thần đã hay kinh sợ lại nhớn thank you.
Chân bước đều
sông trời sông ngà quê
đêm rời, ngồi chi tình núi cất người hai.
toàn tâm và thần chú tiên trùng thường. Xa lắm cầm cờ âm đi, từ bi đi tâm chúc sinh ngờ vô cá kinh định lễ ngang thật cổ dưới cho người chỉ đạo duyên. Sắc xanh vàng đi tay hoa, năm năm sắc xanh.
đệ tu thanh ni bà, xin bà bảo hội gần ni xa lòng, dạy dân bà hái hoa làm thuốc vụ cây rừng, thảo dược kỳ tân ngược xuôi bộ đức bên ân. Đi chọn lối này thôi.
đôi chân trầu nghe bên tới đâu dèm bắt đèn kia lối cầu bình hoa nhẹ như sao đầu vẫn hà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bắc Linh Ngàn, tu khí là nơi chứa tiền, vâng lệnh ý lời tình mình.
điều mà tôi mong. Xin chào tất cả các anh, xin đến đây cùng chờ hòa bình.
Oh,
tung hoành, dẹp tan giặc xưa y. Triều đình phong đông có giúp cho mày về ngự đất thôn chung y.
lục ngàn châu, con đường Đắk Lắk một đầu Sơn Trà, dừng là Gia Châu đã từng xa ý. Thank you.
xin đại ngàn, xin kêu vượt hú bắc lệ ngàn, động động phủ sơn trang lừng thừng. Cho dân
Thank you.
dương ca chơi bời quân thần phải đặt làm tôi.
diều đàn. Sương nhấp bừng gió sức lên để ngọc đế các o dân mời là mời giúp nước khoan cả thề thay điên nay chuốc ngư trên diều đà kỳ tuần đã dâng lên đi bệ ngọc các cô dâng mơ là mời rước văn hoàng cả sư các cô lâm mời rước văn hoàng cả sư thề thay điên chúa chết diều đào dâng lên kính kính vua dâng lên tà màu đế các cô dâng mời là mời giúp nước hoàng cả
còn đứng đó hỏi người năm trước ấy, bây giờ rõ ràng ông mơ thoải trần.
trong rừng ông nên
Định Hồ. Nước Bạc Long ơi, xôn xao sóng vỗ bên mảnh trăng soi, tề tay điên chuông chiêng rạng, rất nhất nhất tuần sơ dâng lên bể ngõ Hà Huệ dâng vào là thời rước quan hoàng sơi các ao lưng mời rước quan hoàng bơ sơi tì bay tiên chuông chén rượu đào nhị tuần đà dâng lên bể ngõ cô sân mới là hầm sức ông bơ hoàng sơ có chén rượu nào tắm môi do chén rượu nào tam phần chung dâng lên bề ngọc các cô lưng và là hơi sức quan hoàng sơ đường lên.
nhiệm màu vô lượng vô biên đi. Phủ cốc tây đón các thanh đồng họ Nguyên cùng Bách Gia trong họ là
Phật. A Di Đà Phật. Ông còn đổ cho
Thanh Đông Hồ Nguyên ghé ông bóng lịch sử Đông Đông về.
tình ngọc để các bạn tiền nồng chen nở trả bao hà.
Thank you.
một đồi vàng, lối vào sơn bào hà sơn. Thank you.
chẳng ai chi kỳ. Có hay lòng cha si lúc đêm xuân gió vi vu như gió dục mây vần cho bỏ lúc lúc phòng trần phù non nước. Thánh Minh Hoàng mười